Thưa quý vị và các bạn, cờ bạc xưa nay vẫn là một tệ nạn phổ biến trong xã hội. Nạn cờ bạc xảy ra ở hầu khắp các địa phương trên toàn quốc và những năm gần đây, nhiều đối tượng còn vượt biên trái phép sang Campuchia để thử vận đỏ đen. Tinh vi hơn, hình thức đánh bạc qua mạng Internet đã khiến cho công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn này của các cơ quan tiến hành tố tụng gặp nhiều khó khăn. Vận may rủi, kết cục thắng thua còn kéo theo những màn ngã giá, xăng đoạt tài sản, đòi nợ, siết nợ thuê đang để lại những hậu quả khôn lường cho chính bản thân và gia đình con bạc, thậm chí trở thành nỗi đau nhức cho toàn xã hội. Chơi bài tá lả, ba cây, tiến lên hay trò sóc đĩa, bầu cua tôm cá là những hình ảnh hiện ra đầu tiên khi ai đó nhắc tới đánh bạc hay tội phạm đánh bạc. Đối tượng tham gia cờ bạc ở mọi lứa tuổi với công việc ở nhiều ngành nghề khác nhau. Những chiếu bạc có thể xuất hiện ở khắp nơi trong mọi tình huống như liên hoan hay đám cưới, đám hỏi. Phần lớn người tham gia chỉ vì vui vẻ nhưng cũng có những người tham gia vì ham mê, nghiện ngập. Tuy nhiên, đánh bạc hay tổ chức đánh bạc dù ở quy mô lớn hay nhỏ đều là hành vi trái pháp luật. Đã có vô số trường hợp khuynh gia bại sản, vợ chồng ly tán, thậm chí vướng vào vòng lao lý vì cờ bạc. Không chỉ gây hậu quả trực tiếp, đánh bạc là một trong những nguyên nhân gián tiếp gây phát sinh những loại tội phạm nguy hiểm khác, khiến những con bạc phải trả giá đắt, cái giá mà chính họ cũng không thể ngờ đến được. Ở các cái vùng nông thôn, người ta có thể là đánh bạc ở trong các đám cưới, đánh bạc ở sự kiện như đám ma hoặc là những cái lễ hội, thì họ nghĩ rằng cái đấy đó chỉ là cái gì, cái vui chơi giải trí, mà họ không nhận thức được rằng đó là hành vi phạm tội, hành vi vi phạm pháp luật. Tội phạm đánh bạc hoặc tội phạm tổ chức đánh bạc, nó là một loại tệ nạn xã hội, mà từ cái tệ nạn xã hội đó nó nảy sinh phát sinh ra các loại tệ nạn khác. Chúng ta thấy cái mối liên hệ giữa tội phạm đánh bạc với các loại tội phạm khác như là tội phạm cướp của, tội phạm giết người, tội phạm cố ý gây thương tích hoặc là các cái hoạt động tệ nạn xã hội khác, ví dụ như mại dâm, ma túy. Vào ngày 1 Tết năm 2018, trên địa bàn khối Phú Văn, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, có vài nhóm thanh niên tổ chức chơi bầu cua tôm cá, trong đó có một nhóm gồm 4 anh em nhà Phan Thanh Công và một nhóm gồm Tô Thế Vinh, Phan Tân Mùi và Nguyễn Thành Tổ. Trong quá trình chơi, hai nhóm trên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Thấy anh mình bị nhóm Tô Thế Vinh đánh, Phan Thanh Công chạy lại can ngăn nhưng bị nhóm của Tô Thế Vinh đánh. Ngay sau đó, Phan Thanh Công rút dao bấm đâm liên tiếp vào Tô Thế Vinh, Nguyễn Thanh Tùng và Phan Tân Mùi rồi bỏ chạy. Hậu quả, Tô Thế Vinh bị đâm trúng ngực trái rồi chết trên đường đi cấp cứu. Phan Tân Mùi bị đâm một nhát trúng vùng ngực. Nguyễn Thanh Tùng bị đâm một nhát trúng vùng ngực, một nhát vào hông trái. Kết luận giám định pháp y về thương tích số 39 và 42 ngày 21 tháng 3 năm 2019 của Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Định kết luận Phan Tân Mùi bị tổn hại sức khỏe do thương tích gây nên hiện tại là 64%, Nguyễn Thanh Tùng bị tổn hại sức khỏe do thương tích gây nên hiện tại là 67%. Kết cục, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong lúc chơi cờ bạc, Phan Thanh Công đã phải chịu mức án chung thân về tội giết người theo điểm A khoản 1 điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015. Dọc tuyến biên giới Việt Nam Campuchia, đoạn qua địa bàn tỉnh Tây Ninh, ở phía bên kia biên giới có tới 18 casino hoạt động suốt ngày đêm. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin từ các sòng bạc, các đối tượng buôn bán ma túy thường tìm cách tiếp cận những người Việt Nam thua bạc, lợi dụng tình trạng hết tiền, nợ tiền của những người này để lôi kéo, dụ dỗ họ tham gia vận chuyển ma túy qua biên giới. Là lao động tự do, Phạm Hoài Nhân, sinh năm 1995, trú tại xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, thường xuyên sang Campuchia đánh bạc và có quen biết với một người đàn ông tên là Tâm, không rõ địa chỉ. Người đàn ông này đã nhiều lần cho Nhân tiền và đề nghị Nhân vận chuyển ma túy. Cuối tháng 10 năm 2018, Nhân bị thua bạc hết sạch tiền. Tâm lập tức tiếp cận và đề nghị Nhân điều khiển chiếc mô tô có chứa ma túy từ Campuchia về Việt Nam. Tâm sẽ trả tiền công cho Nhân 15 triệu đồng. Khi Nhân đi qua chốt cảnh giới Long An thuộc đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, thì bị lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp với đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm phát hiện bắt giữ. Tang vật thu giữ là gần 10 kg ma túy ketamin. Kịch bản tương tự cũng đã xảy ra với Võ Văn Dứt, Huỳnh Văn Lộc và rất nhiều người chơi khác. Cái kết cho những con bạc này không chỉ là mất sạch gia sản ở sòng bạc mà còn là một bản án hình sự rất nặng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.
Hiện nay cái tình hình tội phạm đánh bạc nó vẫn diễn biến tương đối là phức tạp, hình thành lên hai hình thức. Một là hình thức chúng tôi gọi là phương thức cũ, đó là các cái hình thức là đánh bạc tổ tôm sóc đĩa vân vân. Hai là hình thức phương thức mới, đó là lợi dụng mạng internet, mạng bưu chính viễn thông để mà thực hiện các cái hành vi đánh bạc. Các đối tượng hiện nay không ngồi trực tiếp để đánh bạc với nhau mà thông qua một cái mạng, đó là mạng xã hội, rồi Zalo vân vân, Facebook, Zalo, thì các cái đối tượng sẽ hẹn nhau thông qua những cái này và lựa chọn những cái địa điểm ít người vắng người, có thể là một cái phòng karaoke hoặc là những cái khu nhà nào đó mà ít có cơ quan chức năng chú ý đến những cái khu vực đó. Thậm chí là các cái đối tượng thường xuyên di chuyển, có thể là ngày hôm nay các đối tượng tổ chức đánh bạc ở một điểm, nhưng ngày mai thì các đối tượng lại di chuyển ở những cái nơi xa. Ngoài ra thì các cái đối tượng cũng lợi dụng một cái điều kiện khó khăn, đó là các cái địa bàn giáp danh. Địa bàn giáp danh chúng ta thấy rằng đó là những cái nơi rất là khó khăn để các cơ quan chức năng có thể theo dõi, giám sát được những cái địa điểm đó. Thì các cái đối tượng đã lợi dụng những cái khu vực đó để tiến hành các cái thủ đoạn, các cái cách thức để mà tổ chức đánh bạc cũng như là gá bạc. Thời đại 4.0, sức mạnh của công nghệ số đã len lỏi vào từng ngóc ngách của cuộc sống. Lợi dụng khoa học công nghệ, tội phạm cờ bạc ngày một biến thể tinh vi với nhiều hình thức đánh bạc khác nhau. Không khó khăn để tìm kiếm những trang web chơi bài hay cá cược trên mạng Internet. Thậm chí các trò chơi cá cược còn hiện lên một cách công khai, xen vào giữa những nội dung người dùng mạng đang sử dụng nhằm quảng cáo, thu hút người chơi. Không cần tụ tập tại sới bạc, chỉ cần một thiết bị có kết nối mạng Internet, người chơi vẫn có thể tham gia các trò chơi tương tự các trò chơi bài, cá cược ăn tiền giống như trên thực tế. Tuy trò chơi là ảo, thực hiện chơi qua mạng, nhưng tiền là tiền thật, giải thưởng là giải thưởng thật và đương nhiên nếu người chơi thua cũng là mất thật. Vụ án đánh bạc nghìn tỷ được các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Phú Thọ triệt phá vào tháng 8 năm 2017 và đưa ra xét xử vào cuối năm 2018 là một minh chứng cho những phương thức thủ đoạn tinh vi mà các đối tượng tổ chức đánh bạc đã sử dụng nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Game bài RigVip bắt đầu hoạt động từ tháng 4 năm 2015, gồm 42 trò mô phỏng các hình thức đánh bạc hoạt động trái phép thông qua website rigvip.com, rigvip.vn. Từ tháng 8 năm 2016 đổi tên thành tip.club và dưới dạng các ứng dụng cho điện thoại và máy tính. Để tham gia, con bạc tạo tài khoản và nạp tiền mua điểm ảo trong game, gọi là Rig, thông qua nạp thẻ viễn thông Viettel, Mobile Phone, Vinaphone, nạp thẻ game Zing, Gate, Vcoin, Megacard, Gocoin, Vcard, nạp từ tài khoản ngân hàng hoặc mua trực tiếp qua hệ thống đại lý. Sau khi thắng thua, con bạc có thể quy đổi Rig thành tiền thông qua bán cho đại lý hoặc hiện vật có giá trị là mã thẻ viễn thông, mã thẻ game, nạp tài khoản điện thoại thông qua các cổng trung gian thanh toán. Tháng 7 năm 2017, thông qua một vụ án khác, các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Phú Thọ phát hiện và xác định game bài tip.club là loại hình game đổi thưởng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc trái phép trên mạng Internet. Qua một thời gian dài điều tra, truy tố, xét xử, 92 bị cáo trong vụ án này đã phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình. Thứ nhất là cái vụ đánh bạc nghìn tỷ này với cái doanh số mà các cái đối tượng mà nạp mua thẻ game hoặc là thẻ điện thoại nạp vào game là nó có 9.853 tỷ đồng. Cái số tiền này là cái số tiền rất lớn. Các đồng chí cứ hình dung là như thế này. Cái số tiền đó thì nếu mà mua những cái xe ô tô được khoảng 500 triệu một chiếc thì nó xếp hàng lìa dài là khoảng là 100 km. Theo cái khai thác dữ liệu thì nó có khoảng trên 42 triệu tài khoản chơi. Thế mà trên 42 triệu thì chúng tôi cứ tính rằng là dự kiến cứ cho là những cái đối tượng đánh đi đánh lại họ có thể họ làm ra họ đó là chơi với nhiều cái nickname khác nhau thì mỗi người 10 tài khoản thì nó vào cỡ độ khoảng là 5.000 hơn 4.000 tài hơn 1 triệu tài khoản mà chơi bạc. Hơn 4 triệu tài khoản chơi bạc thì đó là hơn 4 triệu người. Mà hơn 4 triệu người đó là 4 triệu người nhận thức lệch lạc về cái việc về vi phạm của mình. Chưa kể đến biết bao nhiêu gia đình đã phải ly tán, khuynh gia bại sản vì cờ bạc. Những người chồng, người cha từng là trụ cột gia đình, giờ đây lại ngồi sau song sắt nhà giam, nghĩ đến ngày trở về xa vời vợi. Hậu quả nặng nề là vậy. Thế nhưng thực tế, theo quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015, chế tài xử phạt đối với tội phạm đánh bạc hay tổ chức đánh bạc
Nếu nhẹ thì chỉ xử phạt hành chính, còn nặng nhất chỉ rơi vào khoảng 10 năm tù giam. Với cái giá trị tài sản, những cái đối tượng mà phạt đánh bạc được khoảng 5 triệu đồng cũng đã bị phạt xử phạt hình sự rồi. Nhưng trong cái vụ án này thì có những cái vụ án mà đã gây ra một số lượng tiền đánh bạc là nó trên 9.000 tỷ. Nhưng mà cái khung hình phạt của pháp luật thì cũng chỉ được đến 10 năm tù thôi. Thì đó là nó cũng không được tương xứng lắm so với xử lý đối với những tội đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng đặc biệt nghiêm trọng này. Với những cái đối tượng mà chỉ có hơn 5 triệu đồng thôi, nó phạm tội thì nó cũng thấy rằng là nó cũng chưa được tương xứng lắm với cái mức độ hành vi và tính chất của tội phạm gây ra. Vấn đề ở đây đặt ra đó là làm thế nào để mà ngăn chặn được cái hành vi đánh bạc, làm sao ngăn chặn được cái mối liên hệ giữa hành vi đánh bạc, giữa tội phạm đánh bạc với các loại tệ nạn xã hội khác, thì trước hết chúng ta phải sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, đó là phải tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, cũng như là tăng cường để phổ biến được ý thức của người dân không tham gia vào các cái tệ nạn xã hội. Và khi anh đã không tham gia vào các tệ nạn xã hội đó thì nó cũng là một phần để ngăn chặn các cái tệ nạn xã hội khác phát sinh từ cái tệ nạn đánh bạc. Tội phạm đánh bạc hay tổ chức đánh bạc tưởng chừng là loại tội phạm đơn giản, ít gây nguy hiểm cho xã hội, thế nhưng thực chất lại tiềm ẩn những nguy cơ gây mất an ninh trật tự rất cao. Những ví dụ trên đây chỉ là một phần nhỏ trong rất nhiều trường hợp con bạc và những người liên quan phải chịu hậu quả nghiêm trọng do cờ bạc. Nhưng đó cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai ham mê cờ bạc, bởi dù là ai, ở địa vị nào, nếu đã có hành vi vi phạm pháp luật đều phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình. Thưa quý vị, chuyên mục bảo vệ pháp luật của truyền hình Kiểm sát Nhân dân kỳ này của chúng tôi đến đây là hết. Kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.